Ưu đãi nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 khi mua áo Liên Quân tại shop của cầu thủ từ ngày 25 đến mùng 1 tháng 5 nhận quà tặng hấp dẫn, túi đựng chống nước, tay cầm chơi game và áo pub miễn phí. Hey yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chỉ với 20.000 đồng thẻ Garena, các bạn sẽ sở hữu ngay bộ trang phục mới nhất của vị tướng Arwin Tà Linh Hiệp Sĩ. Đây là bộ trang phục bậc S và đây là bộ trang phục hữu hạn. Chỉ với 20.000 đồng thẻ Garena quá rẻ đúng không nào? Đặc trưng linh hồn hiệp sĩ hắc ám, hiệu ứng ma thuật đen ấn tượng, âm hiệu ma quái đầy hùng mạnh, các bạn thể nhìn thấy là rất ngầu. Bộ trang phục này bán với giá đó là 35 quân uy. Các bạn nạp 20.000 đồng thẻ Garena vào là các bạn sẽ được 40 quân uy. Các bạn còn được thừa ra 5 quân uy nữa. Đó, bộ trang phục này theo như dự kiến sẽ ra mắt từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5 nha. Giảm giá 90% từ 409 quân uy xuống còn 35 quân uy. Để mà trải nghiệm được rõ hơn bộ trang phục vị tướng Arwin thì mình sẽ vào trong một trận đấu như thế này để có lẽ là review cho các bạn sơ qua. Wow, chạy được đi đâu? John ơi là John ơi John à. Để dành chiêu cuối cho mọi người nha, chiêu cuối một phát thì là có mạng này, boom, chiêu, có một mạng ngay. Đấy chưa, cực kỳ đơn giản. Hiệu kỹ năng thì rất tuyệt vời, bộ trang phục bậc S và bộ trang phục hữu hạn giá bán cực kỳ rẻ. Các bạn chỉ bỏ ra 20.000 thẻ Garena tương đối. Nếu mà đổi ra 20.000 thẻ Garena thì các bạn sẽ được 40 quân uy. Mà bộ trang phục này bán với giá 35 quân uy thôi. Thế nên là chưa đến 20.000 đồng luôn. Bộ trang phục bậc S gì mà rẻ, phải nói là rẻ nhất từ trước tới nay các bạn ạ. Rẻ nhất từ trước tới nay ấy. Bậc S gì mà có đến 20.000 đồng thẻ Garena. Bình tĩnh nha. Tuy là mình mạnh nhưng mà cứ cấu gì ở thôi, tại vì nó có 3 thằng cơ với cả có mở gần gà rất là khó chịu. Đồ của vị tướng Arwin thì mình sẽ để lại trong trận đấu. Phong cách nếu mà các bạn đi chơi tử tế thì các bạn mang cho mình cái cấp cứu nhá. Còn trận này thì mình mang bộc phá để có thể để có thể ăn mạng, KS mạng. Quyết tâm thủ cái trụ này. Nhưng mà căn bản là team bạn đông quá trời ơi. Tôi cố gắng thủ trụ, tôi không muốn mất cái trụ này. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ phải bỏ trụ đấy các bạn ạ. Đó, 2-3 thằng gơ, đúng thật, thật, bỏ tôi. Bỏ thật tôi. Các bạn thấy chưa? Mình là một con người cực kỳ hy sinh. Đấy, cố gắng giữ trụ nhưng mà không thành. Nhưng không thành công các bạn ạ. Một vị tướng đỡ đòn. Một vị tướng đỡ đòn sở hữu bộ trang phục bậc S. Và trước đây nó mới có phần mốt để mình xem được. Thì mình thật sự rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên hiệu kỹ năng. Nhưng mà còn bất ngờ hơn là tại vì sao có giá bán rẻ như thế các bạn ạ. Có lẽ như là Liên Cơ Bay có như kiểu muốn tặng anh em cái bộ trang phục này nhưng mà không để là tặng miễn phí, vẫn bán. Chạy làm sao được bạn ơi, rồi có một bạn nữa nha. Thôi có lẽ là mình bỏ qua nhưng câu được cái tốc biến rồi, bá đạo. Có chết tôi không cơ chứ. Đánh support, đánh hỗ trợ mà ăn 4 mạng thế này. Còn bá đạo nữa chứ. Từ từ nha. Các bạn nên bỏ qua này, mình ra mình hỗ trợ ăn rồng này. Cái bùa lợi con rồng bây giờ cực kỳ lợi. Khi mà các bạn tham gia đánh về con rồng này, mình sẽ nhận được cái bùa lợi của nó. Đó, có bùa lợi ngay này. Ấn phát hình đòn đánh thường hoặc kỹ năng giúp bổ sung. Nói chung là nó rất là lợi. Tiếp tục nha, cố gắng ăn mạng này. Một phát nữa tôi truyền tiết rồi. Có đời nào support ăn mạng ghê gớm không? Mình đã nói là mình chơi Arwin mang cái nhẫn phong thần gọi là đi làm màu thôi. Bật luôn cái nhẫn phong thần giết thằng ngộ không. Ngố không, bạn bị phát hiện tàng hình rồi. Sử dụng chiêu cuối, boom. Hất tung nó lên, boom. Lên dĩa bạn ơi, ô kìa. Ôi trời ơi, có xí máu nè ơi, không giết được luôn. Đây, mình có chiêu cuối rồi. Thôi nha, hơi sai, vào hơi sâu. Thôi, từ từ. Combo vị tướng Arwin thì nó rất là nhiều kiểu và đa dạng. Các bạn có thể sử dụng chiêu 1 trước, nhưng mà đừng có kích hoạt lần 2, sử dụng chiêu 1 trước nha. Sau đó là các bạn sử dụng chiêu cuối. Sau đó các bạn sử dụng chiêu 2, sử dụng chiêu 1 tiếp để cho như vậy thì sẽ đạt được hiệu quả khống chế đối phương. Đấy, sử dụng chiêu 1 này, sử dụng chiêu cuối, sử dụng chiêu 2.
tái kích hoạt lại chiêu 1 để hất tung đối phương lên. Mình thường thường mình hay sử dụng như thế, nhưng mà lắm lúc thì không cần phải sử dụng theo combo đâu. Đánh đỡ đòn và combo cái kiểu nó dài dòng các bạn ạ. Đây. Đây. Ôi bò nha, ném chiêu 1 ra này, sử dụng chiêu cuối này, đó sử dụng chiêu 2, sử dụng chiêu 1 này, ấn bộc phá cái là có mạng, đấy chưa? Combo nó thế. Huyền thoại. Combo nó phải đúng kiểu thì mới có được sức mạnh các bạn ạ. Thằng Ngộ Không nha. Cho Ngộ Không gõ mình. Trời ơi. Đầu của em đấy, gọi em đi anh ơi, em rất là trâu luôn này. Ngộ Không này chết. Ê không chết được kìa. Ê vẫn chạy được phí đấy nhở. Đây 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 đây, không sao không sao, để mình ra mình xử lý cho. Chết đi bạn ơi, lên bảng nha. Trời ơi, tần thánh rồi các bạn ạ. Có lẽ nào ta lại khỏe đến thế. Khỏe dã man con ngàn. Nhân phong thần này dày kiên cường này, vương miện hammock này, xong các bạn đóng một trang bị kháng phép, xong đến một trang bị ví dụ kháng phép là huân chương choi hoặc giáp gaia nhá, giết được luôn này, ném chiêu 1 vào chết. Ui không chết được kìa, nhưng mà chết rồi, thần thánh luôn. Cái quạt lần 2 thì nó rất phê, hất tung lên mà. Có đời nào support ăn lắm mạng thế này không? Con bò nó bị nhiễm khống chế nên mình không thể hất tung được nó. Các bạn cứ để ý là cái bộ trang phục này giống hết bộ trang phục của vị tướng Skirt, mình cũng review cho các bạn rồi. Độ kỹ năng cũng giống hết nhau luôn. Nhưng mà bộ trang phục của vị tướng Skirt đấy thì nó lại không chưa ra mắt, bộ trang phục này ra mắt sớm hơn. Nói chung là vào cái dịp nghỉ lễ nếu mà anh em muốn sưu tầm trang phục thì các bạn nên bỏ ra 2.000 đồng thẻ Garena. Tại vì giá bán thì nó cũng rất là rẻ, không có đắt một chút nào. Thật sự không có đắt một chút nào nha mọi người nha. Bỏ qua bò đi, đánh bò làm gì, đánh mở gan gà này, mở gan gà, thôi, có rôn. Té, chạy rồi bạn ơi. Trời đất ơi, tôi bảo rồi. Không ăn được đâu, xương lắm. Ôi, tôi Ngộ Không này. Quả đấy mình không nhìn thấy nó, để mình kích hoạt cái nhân phong thần lên. Từ từ nha, nó lên nó săn mạng của Van Hên để mình ra mình xử lý nó. Ây trời ơi, ông ấy bắt AD tôi ra sử dụng chiêu cuối thẳng vào đầu nó. Chết đi cưng ơi, chạy làm sao. Rồi, cuối cùng thì mình cũng hỗ trợ được 3 mạng. Sau bao nhiêu tháng năm ăn mạng. Thật sự chỉ cần lên được cái đồ kháng phép thôi, cho bờ gan gan đánh đỉnh thoải mái luôn các bạn ạ. Nhưng mà trâu đến mấy thì các bạn cũng đừng ảo tưởng băng vào trụ nhá. Băng vào trụ là chết ngay các bạn ạ. Cứ để đồng đội cấu rỉa đã. Không nên băng vào trụ, không nên hổ báo quá mức. Thế mà nó chơi phát nửa cây máu mình từ Ngộ Không ơi. Đừng quá ảo tưởng sức mạnh quá. Thôi tôi biết ngay mà. Đánh nhau sức đầu mẹ chán rồi các bạn ạ. Ui trời ơi. Đây cân này. Thôi nha. Bật luôn quả. Mình đang có cả bộc phá mà chơi luôn. Sợ cái gì nữa đâu anh ơi. Thôi. Ui hồi máu nhiều chưa. Hồi máu cứ 300 máu một các bạn ạ. Một mạng ngay này. Ngộ Không đúng không. Em lại sợ anh quá. Cứ có nhân vong thần ông chạy đâu. Chạy làm sao được. 10 mạng rồi. Support gánh team là có thật các bạn ạ. À trận này bây giờ mới để ý Quarakil à? Cắt thế. Trận này để ý là team bạn hình như là có thanh niên Murat AFK thì phải. Thảo nào mình cứ thấy tiêu thiếu. Giết được 4 thằng mà chả thấy một thằng thứ 5 đâu. Tranh thủ lấy luôn trụ này nha. Review sơ qua bộ trang phục cho các bạn thôi. Nói chung là có giá 20k. Theo quan điểm của mình là nó rất là rẻ. Với bộ trang phục bậc S để các bạn có thể sưu tầm được. Giảm đến 90% ạ. Hết cái sự kiện này mình tin chắc một điều, bộ trang phục này bán nó có lẽ có giá cực kỳ đắt không các bạn ạ.
Thế nên là nếu mà muốn mua thì cứ mua thôi. Trâu lắm rồi ấy, bật chiêu 2 lên mà nhìn cái lớp giáp ảo. Nó trâu cực kỳ các bạn ơi. Dậm chiêu 2 thế xuống, các bạn nhìn thấy một cái vòng tròn màu tím tím đúng không nào? Giết luôn mà gân ga, sợ cái gì? Úi trời ơi, giết cả Yon, giam ba con ruồi con muỗi này thì sợ gì đâu. Ui, thôi, đông thế. Thế manh bò thì không phải là ruồi với muỗi rồi, mà đây là con bò thật các bạn ạ. Người ta gọi là ngu như bò, nhưng tại vì sao cứ thích uống sữa bò vậy nhỉ? Ôi máu rất là ghê các bạn ạ. Từ cái nội tại của vị tướng Aduin, một vị tướng đỡ đòn cực kỳ trâu. Bây giờ chỉ tập trung đẩy trụ sớm kết thúc hình hộ, không đi qua mình chạy mất dép luôn rồi. Anh ơi, anh để quân dép này. Trời ơi, lại đổi mạng cho nhau. Em chỉ muốn nhìn thằng ngộ không em vẽ cho nó phát thôi, nhìn ngứa mắt lắm nha. Ngộ không này, ngộ không vừa nói xong ngứa mắt nha. Ui nửa cái máu các bạn ạ. Mình có bộc phá đây, em chưa một phát lên bảng nốt 11 mạng rồi. Thôi thôi, có lẽ là mình kết thúc trận đấu các bạn ạ. Kệ đi, kệ con bò đi, nó trâu lắm. Kết thúc trận đấu nha. Clip review qua bộ trang phục vị tướng Aruin với giá bán đó là 20.000 Việt Nam đồng thẻ Garena, các bạn sẽ được 40 quân huy, và bộ trang phục này được giảm giá đến 90%. Các bạn chỉ cần sở hữu đến tầm 35 quân huy là các bạn có thể mua được rồi. Cảm ơn mọi người đã cố gắng theo dõi video clip của mình nha, và chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye. Sáng nay mưa anh có phải đang buồn, người dấu yêu ơi đừng buồn nữa nhé. Oanh oanh có đồng đội xinh tự tin chiến thắng.